Tiếng mưa mùa mưa lòng
Dạ, kính thưa ông bà cô bác, anh chị em gần xa, qua thời gian mẹ tôi lâm cơn bạo bệnh, gia đình của tôi cũng đến bệnh viện và các y bác sĩ, nhưng một thời gian dài mẹ tôi vì tuổi già sức yếu nên không qua khỏi. Mẹ tôi đã chút hơi thở sau cùng vào lúc 3 giờ ngày 7 tháng 12 âm lịch. Ngày hôm nay tất cả ông bà cô bác anh chị em không ngại đường xa xa xôi đến đây cùng chia buồn gia đình chúng tôi. Chốc lát nữa gia đình chúng tôi mong các ông bà cô bác anh chị em thân bằng hữu thụ đưa linh cụ mẹ tôi về nơi an nghỉ sau cùng, và sau đó gia đình chúng tôi trân trọng kính mời tất cả ông bà cô bác anh chị em gần xa hãy nán lại một giây để dùng với gia đình chúng tôi ly rượu chén trà để gia đình chúng tôi có lòng bàn bạc và rất cảm ơn tất cả ông bà cô bác anh chị em gần xa đã chân thành. Rồi, tới luôn, tới luôn.
cầm không? Nó bị kẹt á, nó bị kẹt á.